xin thân mến chào đến toàn thể ông bà cô chú và anh chị em ha. Hiện tại Bắc đang ở tiểu bang Texas, thành phố Monahan. Bắc đang ở Freeway 20 á. Từ đây khoảng chừng 200 mấy 300 mai nữa là Bắc hết tiểu bang Texas rồi. Dạ, ở đây cách chừng tháng rưỡi gì trước nó có xảy ra một vụ cướp á. Và bác khuyên anh em đừng có đậu xe ở ở ở ngoài mấy cái ram á, tức là cái đường freeway đi vô đó, đường cao tốc đi vô á, đi ra vô đó, tại mấy chỗ đó nó tối lắm, thường bác ít có ngủ mấy chỗ đó lắm, tại vì mấy cái chỗ đó là nó giống như nó tối, ngủ xe chạy như qua chạy lại hoài nó ồn á, bác ít có ngủ lắm. Cách đây khoảng chừng tháng rưỡi trước á, có một anh đi xe chở bò đó, bò sống á, ảnh đậu ngủ rồi đó sao không biết, bị cắt cổ kinh ngắc. Bữa nay bắt đậu ở đây, bắt cũng xin chia sẻ xíu cho anh em ha. Nếu mình muốn đậu mà ngủ mà yên á, tại vì mấy cái khóa cửa họ mở vô cái một à, thấy không, nhiều lúc họ mở cái họ vô à, tuy rằng mình có lóc thiệt đó. Bắt lấy xe spell ha, bắt chàng ở đây. Nó chèn vô cái chỗ cầm tay cầm, nó chèn ngược lên em móc vô đây, nhìn thấy không? Mày bên đây cũng vậy luôn, nó móc xi beo chèn ở đây, chèn xuống đây, móc vô đây. Thường thường mà ngủ mà muốn an toàn á thì ngủ vậy khỏe, còn không á thì lấy sợi dây cột từ cửa này, từ cái chỗ để cái tay mở cửa nè, cột thẳng vào đây thôi. Còn như xe bắt thì làm được, cái này bắt làm gì? Nếu ai mở cửa là mình biết liền rồi, không chứ mấy cái khóa cửa đâu mở cái mộng à. Mong anh em cẩn thận xíu, cướp xe chung xe cũng đâu có tiền ở đâu, nhưng mà nhiều lúc nó đâu biết đâu, nó tưởng có tiền nữa đồ. Thường thường anh em mới đem súng theo nhiều lắm, mà súng thì cũng phiền lắm, đem theo cũng phiền đúng không đó, mình kiếm cái cách nào để tự mình bảo vệ mình đó. Bắt thì bắt không có ngủ ngoài đó rồi, mấy cái đường đi vô ra bắt không ngủ, rồi bắt ngủ cái xăng rồi. Có nhiều lúc anh em thấy bắt làm video mà sợ sợ chỗ vắng tối tối đó, là vừa bắt vừa sợ ma đè mà vừa sợ biên cướp nữa. Có phần lớn á, mấy anh em có đem súng theo nhiều lắm, bắt thì không có đem súng, tại vì mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, đâu phải là ai cũng đem súng được đâu. Đó, hôm nay bắt lấy lô hàng đi chơi về cũng mệt quá à, thôi lúc lấy hàng mà không có quay phim, cái chuyến này mới vô Cali á, thì từ đây chạy tới đó còn có 300 mai nữa hết tới sạch rồi, tới New Mexico và tới Arizona thôi thì vô. Bữa nay dư giờ dư ngày quá trời cho nên bắt ghé đây bắt ngủ thẳng cẳng là muốn ngủ bao nhiêu ngủ á, tại còn 2 ngày nữa mới vô tới Cali, mà giờ hiện tại giờ bắt đầu đậm ở đây còn mấy trăm mai nữa, còn những ngàn mai nữa mà tới 2 ngày nữa thôi, quá dư rồi. Ngày chạy có 400 mấy 500 mai. Ok, giờ bắt đi ngủ nha, mong mọi chuyện suôn sẻ ha. Cảm ơn đại gia đình đã ủng hộ kênh Bắc Lê từ hộp giờ ha. Ok, chỗ đi ngủ cho khỏe, muốn ngủ bao nhiêu ngủ rồi mai tính. Khí hậu bữa nay nóng á, vợ bắt phải nổ máy, không dám tắt máy, tắt máy ngủ không nổi, nó nóng dữ lắm. Ok, good night đại gia đình. Xin chào một buổi sáng đến ông bà cô chú, bác và anh chị em thân thương ha.
bắt bơi ra gia đình ăn cơm hen. Cái anh mà bị cướp của hổm á là cũng giống như cái chỗ đi ra như vậy nè, mà nó nằm ở đây cách đây không mấy exit ở trên á, nằm ở 108 á, chỗ nó bắt hay đậu, nó đậu cặp bên phải ngủ. Tưởng đâu bốn tấp sai chứ vậy, mà tôi ghi không bốn tấp sai mình có thì tưởng đâu bốn cái tấm bảng mà bắt đừng lại stop á, tại vì đâu có bên mình có không à, ghi không có đó. Như mấy chỗ này nè, nó hay tấp vô lề đầu bên phải đó, anh em đậu xe cẩn thận. Có công anh nó bắt nó hoài, đừng có đậu vậy, đậu biết bao nhiêu người bị vậy á, Việt Nam bị nhiều lắm mà không ít đâu.
10 giờ đêm rồi, bác đến được thành phố Eloy à. Cho nên bác ghé vô đây bác ăn cơm, bác nghỉ ngơi hoài à, nhưng mà bác chưa ngủ ở đây. Hôm nay bác ngủ ở đây. Vì từ đây vô trong Cali còn có 500 mai nữa. Cho nên bác thích ghé nó, tại vì nó mới làm lại á, ở nó sạch lắm. Nó remodel lại, sửa sang lại hết á. Nhà tắm hay gì cũng sạch sẽ, rộng rãi. Bây giờ là 12 giờ trưa đó. Bây giờ bắt vào California thôi.
lâu lắm mà bà không ghé cây dầu này. Cây dầu này cũng cả năm rưỡi rồi đó. Dầu này buồn quá, thằng nằm thấy thế sao mà buồn thế. Cái dầu này hình như rẻ, xe quá trời, xe tải quá đây, xe đóng rồi mà không coi giá. Từ đây vô Cali chắc còn khoảng chừng 2 tiếng rưỡi.
đến đây là được 9:30 à. 9:30 chỗ giao hàng này là ở Cali là 9:30, nhưng mà ở ở cho cha bác ở là 12:30, cách nhau 3 tiếng hồ, cùng là nước Mỹ nhưng mà cái múi giờ nó khác nhau. Hôm nay như anh Thanh cũng giao hàng đây. Đậu đậu. Chà, giờ là 11 giờ, 12 mấy 1 giờ. Giờ ngủ đi xong rồi sáng này vô giao hàng. Ok, good night đại gia đình nha. Chuyến này chạy quá khỏe luôn, tại vì đâu có chạy gấp đâu, dư ngày quá trời. Ok, bác xin end video đây luôn hen. Giờ bác ngủ thôi. Sáng giao hàng. Đây là video sau nha, bye bye là gia đình nha.